Covid này các bạn làm cho người dân chúng ta khốn khổ các bạn, nên có rất nhiều nhà hảo tâm người ta mua gạo, nước mắm, xì yếu, đường, bột ngọt thì người ta đi làm từ thiện các bạn. Cái này người quen nó mua gửi tiền bên nước ngoài về cho người ta làm đó các bạn, cho mỗi người một phần phần trong lúc này là rất là quý luôn các bạn. Tuy là nó không nhiều nhưng có dầu ăn, nước mắm, xì yếu, đường, bột ngọt, muối, tỏi, tất cả cái này là những thứ quý giá nhất trong lúc này các bạn. Ngoài ra cái này thì cho mỗi người một bao gạo nữa, rất là quý luôn, không ai làm vô tiền. Nhưng mà thấy được cái này là ta rất là mừng luôn các bạn. Nhà hảo tâm này đang phát quà cho từng người này các bạn. Ai khó khăn thì nên giúp cho họ trong lúc này nha các bạn. Các bạn nào có lòng hảo tâm, có tiền á, thì chúng ta sẽ đi giúp họ từ thiện các bạn. Thấy tội không các bạn? Không có miếng cơm ăn là lúc này là khổ nhất, không làm gì vô tiền luôn. Tất cả đều ở nhà. Nhờ có nước ngoài tài trợ các bạn nên chúng ta mới cũng đỡ chút đó các bạn. Không có nước ngoài thì mình cũng không thể nào đùm bọc nổi hết tất cả được. Cái này chỉ giúp cho người nghèo thôi các bạn. Có những mảnh đời thấy tội lắm các bạn, nhà thấy không có nóc luôn các bạn. Này có những mạnh thường quân nè, gửi riêng cho từng hộ nghèo nè các bạn. Một miếng khi đói bằng một gói khi no các bạn. Thấy không, ta vô từng nhà ta phát quà cho những người nghèo luôn các bạn. Mấy người này rất là có phước luôn các bạn. Dịch giả như vậy nè các bạn, mình ra đường rất là nguy hiểm đó các bạn, dễ bị lây bệnh lắm các bạn. Mấy người này người ta vì cái tâm người ta tốt, người ta không sợ bệnh các bạn, người ta mới đi làm từ thiện được ha. Còn những người người ta cũng muốn đi làm lắm nhưng mà người ta sợ người ta bệnh, người ta cũng không có dám đi đâu các bạn. Mấy người vậy là có phước lắm nè, mấy người mà đi dám hy sinh vì mình mà đi cứu người khác là rất là tốt lắm các bạn.